Xin chào tất cả mọi người, lại là mình đây. Thì hiện tại sau mấy ngày trao đổi với anh khách Thanh Hóa thì cũng đã thống nhất với nhau một mức giá cố định để mà bắt đầu tiến hành dọn rửa lại cho anh. Đó, theo như yêu cầu là thay vỏ trước mới. Đó, vỏ trước mới. Vỏ sau là giữ nguyên rinh, sơn bốn cái vành mâm lại. Năm trước thì anh sợ là hư bơm hư đồ, nhưng mà bơm của nó là bơm rinh. Đó, nên là không hư, chỉ thiếu nhớt với lại dơ cái lọc này thôi. Bình thì mình cũng đã gắn bình mới rồi. Cái bình đã sạch rồi. Gắn cái kẹp bình vô luôn cho anh. Quên. Bình thì mình cũng đã gắn bình mới, dầu thì cũng đã châm đầy đủ hết cho anh. Nhớt nhau, nhớt mới luôn. Đây nè, lọc nhớt này thì mình thay mới và mình thay nhớt động cơ mới luôn nha mọi người. Đó, và bây giờ rửa xong là tiến hành làm điện đèn còi đồ lại hết. Điện đèn còi tất cả các thứ cho nó hoàn chỉnh hơn. Đuôi sới 1,5 m bông làm việc, tổng chiều dài là 1,65 m. Đó, cho anh khách ở Thanh Hóa nha. Đây, này là về Thanh Hóa. Vòng tua máy đồ các thứ là ok hết rồi. Để mình đạp thử cho, test cho anh xem. Ui, từ từ đạp gắn cái miếng nó lại cho nó vip vip xíu nè. Cao su dở ra nè. Rửa sạch đi gắn được không? Đó, vòng tua là lên tua đàng hoàng. Nạp ga đó, nạp ga thế ạ. 1392. Nạp ga luôn. Rồi ok. Còn 2600, 2700 vậy. Có cổ bô khác, đổi cái cổ bô khác này cho anh đây. Nha. Đó. Nguyên rin hết. Chỉ có sơn dập mấy cái chỗ này, lại cái phần trước này một tí xíu thôi, còn toàn bộ là nguyên rinh. Lọc gió thì em cũng thay lọc gió mới rồi nha, nên là anh về anh xài yên tâm. Có cái van hàng nhiệt nước đây nè, là nằm trong đây. Nếu mà anh có mở thì nói em để mở luôn, còn không thì về mình tự mở. Tại vì hiện tại nó là đang nguyên rinh nên em chưa mở. Đó, anh chị nào về xài nhớ mở để cho nó giải nhiệt cho nó tốt hơn nha, nó ngon hơn. Đuôi sới rồi cho nó sạch sạch tí xíu, nhưng giờ tên lái rồi cho nó cứng chắc. Mặc dù là xe cũ nhưng mà ráng cố gắng là sao mà khi mà giao đến tay cho tất cả anh chị cô chú quý khách hàng xài là một con xe nó cũng phải sạch sẽ. Mới thì không mới nhưng mà phải sạch. Đây. Kéo bèn lên. Cố gắng làm cho nó sạch nhất thôi. Sạch nhất có thể. Cái đuôi sới này là như mới luôn á, sới cực kỳ mới. Con ráo nè, răng sới rồi nè. Đó, răng sới rồi nè, mới tinh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mà vô số xoáy đi anh. Đó. Em ru luôn anh. Đó. Tin. Anh lắp cái mui cho anh nữa nè. Em như ý muốn luôn đó. Em hết mình với anh luôn rồi đó. Tao chỉnh cái nút nào. Tao công tắc này hả? Muốn dừng rồi chừng nào là trả lại miếng hả? Đó rồi, cái này là cái tay thục thò nha anh. Anh muốn nó lên tới chừng nào là anh bấm nó dừng lại đó. Đèn xi nhan nhanh thơm sáng. Đèn trước thử. Rồi đèn trước đây nè, xi nhan thử. Nhanh thì hết sáng rồi, để em làm cái xi nhan này cho sáng nha. Máy móc kỳ bóc luôn. Xi nhan trái phải rồi gì là sẽ có hết nha, đầy đủ hết nha. Để cái đèn bữa trước thay luôn cái đèn rim vô cho anh nè. Đi bài luôn máy nổ. Nổ nãy giờ. Thôi cực kỳ thay chốt mới luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.